Chuyên gia Trần Văn Khang, trưởng nhóm phân tích mã độc của công ty An ninh mạng VinCSS, vừa được công nhận phát hiện 6 lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên các phần mềm của Adobe và Microsoft. Thành tích này nâng tổng số lỗ hổng bảo mật zero day mà VinCSS đã phát hiện được lên 80 mã CVE. Các lỗ hổng này đều được ghi nhận ở mức nghiêm trọng, ảnh hưởng đến người dùng tại rất nhiều quốc gia bởi độ phổ biến, được sử dụng rộng rãi của ứng dụng. Trước đó vào tháng 4 năm 2019, chuyên gia Trần Văn Khang đã trở thành người Việt Nam đầu tiên đạt chứng chỉ bảo mật cao cấp Jack Reserve Engineering Malware, kỹ thuật dịch ngược mã độc do Học viện An ninh mạng SANS Mỹ chứng nhận.